Kinh Phong hả? Mình đã đến bãi biển Tuy Hòa mà. Không? Rồi, được rồi, đi cởi xe. Mình đang ở bãi biển Tuy Hòa. Giờ này hơi trễ rồi, mặt trời lặn, nãy đang trên đường chạy tới thì mặt trời chưa lặn, còn giờ thì lặn rồi. Biển ok, nước ấm, chắc ngày mai mới tắm. Hôm nay chắc không tắm rồi. Giờ nó xuống rồi. Mặt trời xuống rồi, giờ thay đồ nữa. Thời điểm
tiếp, mai ra sớm sớm, mai ra hơi bị trễ xong vậy. Thiệt là sung sướng, sushi, gà hay là heo, gà hay heo ta? Gà, heo, heo, sườn, heo nướng. Sườn nướng. Ừ, đó, đặc sản Bình Giang. Hầm mát đó, hầm mát. Bình Giang nha. Trời, thiệt là quá hay, ý tưởng quá hay, ăn trên bãi biển. Ở bên nước ngoài giờ chưa chắc gì có thấy đâu. Đúng rồi. Trời ơi, quá hay đó. Mà chỗ đây yên tĩnh nữa, không có ai nữa. Có chục ế kìa, mình mổ ra mà nó đỏ hỏn vậy luôn nè. Bự hơn cái bàn tay xíu. Chị dậy 5 giờ, đạp chừng tiếng rưỡi, tiếng hồi giờ. Hồi đó là đúng rồi. Đạp chừng tiếng, giờ 8 rưỡi ra. Nó kêu mẹ cho con cái, nãy cho mẹ không nói kìa. Không có vận động gì hết. Vận động gì hết nha. 52 Lê Thánh Tôn. Đó, xong rồi đó. Ủa Vinh đang làm gì vậy? Nè ngon lắm nè Vinh nè Vinh. Vinh ơi. Ngon nè con. Rồi thôi mình ăn đây. Bánh xèo. Đó. Này bánh bò. Bánh bánh xèo bò. Quá ăn chè luôn. Có chú nướng, Tiểu Hoàng có phải chú nướng không nha? Ồ chú đây nhỏ lắm em ơi, nhỏ xíu à. Dạ hả? Ừ. Đây là chè thập cẩm. Ủa thập cẩm. Thập cẩm không thấy con rồng câu, không thấy gì. Đậu vậy thấy đậu xanh không à? Bên đó ăn phở, phở này là phở Bắc nè, đặc biệt phở Nam nè, cầm phở má phải má rời đó lên cho chị xem chị biết là phở Nam, phở Nam nè, cầm phở nè, cầm phở tiêu tiêu phở Nam của miền Trung nha, chứ không phải phở Nam là của Sài Gòn. Còn đây là giống như phở Sài Gòn, Sài Gòn ở bên đây bên đó ai chụp cho chị nhé, nồi phở vậy á. Mình ăn nướng hay ăn luộc? Thôi ăn luộc đi cho nó ngon. Luộc. Mua mang về 2 phần. Rồi không nóng hả? Cái tay vậy không nóng luôn. Bán hôm qua 7 giờ mấy là hết rồi. Mở 3 giờ đến 7 giờ là hết. Ngon, cái thịt ngon. Cháo ngon, chỉ không quăng quen cái tiết canh thôi. Cháo lòng. Cho vô đây cho nó nóng. Ngon nha, vịt mềm ngon lắm nha. Tiết canh ở ngoài Tuy Hòa là vậy nha các bạn, nước xong rồi. Vậy sao dám ăn? Ôi em ăn đi chứ giờ sao thì dám ăn. Ăn thử lát ngồi ta đi. Có chuyện gì sao? Ngồi vậy à? Nó
Hôm nay chúng tôi ra sớm hơn một tiếng để ngắm mặt trời mọc. Có người thả diều nữa nè. Sao mặt trời không mọc? Ấy là sorry, mặt trời lặn. What I'm thinking? Sun down. Sao nó không lặn ở ngày phút trời mặt biển ha? Mà nó lại đi lúc sau những cái dãy nhà. Tại sao vậy bạn? Mặt trời. Sao có không? Chừng nào ra? Sinh nhật Hà, hôm nay sinh nhật. Hôm nay đông hơn nha, chứ mặt trời chắc cũng 15-20 phút nữa mới xuống. Đang phát triển thì nó xây dựng cơ ngơi hơn là thành phố đã phát triển. Ồ, đâu có gì đây đâu. Ừ, nó làm gì nó chặn hết trơn rồi. Ồ, đẹp quá ha. Rồi, ok, go. Trời ơi, bán kem chuối nữa. Ở bên kem khói. Kem chuối. Không ăn chuối nướng nữa. Không ăn chuối nướng ở đây đâu ngon. Ôi là ngọt lắm. Giờ đi thử ăn bắp nướng coi sao nha. Nãy ăn cháo còn no. Ngon quá. Quảng trường tháng 4. Đó, phải có cái tên chứ. Bự ghê luôn nha. Có xu chơi đã. Ờ. Mấy đứa nó có mình. Ừ, tại vì nó đã thiết lập thành gì trước rồi. Giờ nó đâu có thể nào mà phá thêm nha để mà xây lớn được đâu. Ủa, đánh đường vòng luôn nè. Kem, cây, sữa, dừa. Đi cái đường bên kia là có nước.
chung á, học sinh này kia. Giờ này chắc chưa phải giờ ăn nên mới 6 giờ mấy. Ờ, tối. Trở lại đường cũ, đường xưa lối cũ, đến gần chỗ chăm xanh, cây đường chăm xanh á. Cái nào an toàn hơn cái đường em yếu lắm. À thì em ăn nửa trái thôi, nửa trái mắm, nửa trái muối. Dạ hả? Rồi thử đi, thử theo nghe thôi là chị. Ăn bắp nướng nghe. Trời ơi, nhìn bắp nướng sướng chưa? Nãy giờ tụi em đi ngoài dọc hết dọc đường để kiếm mua bắp. Không thấy. Ồ, nhìn hấp dẫn. Ăn ngoài đường mới vui nha. Đậu xanh xương sáo. Đậu xanh xương sáo. Sữa nè. Đậu xanh xương sáo. Mẹ tay gà. Uống thử coi. Mẹ muốn chịu. Không dám uống đâu. Bụng chị yếu lắm, uống đi. Nói coi ngon cho tao thèm, cho tao tức. Hơi bị ngon. Hơi bị ngon hả, trời ơi. Nè, uống cái electrolyte cả bình để cho lấy lại sức nè. Mà đâu có dám uống tùm lum thứ vô, nó quýnh lộn. Muối é. Cái này là mắm cho bộ nghe nặng mùi luôn á má, không biết ăn được không. Mà ngon lắm. Ngon lắm hả? Ok, để thử coi. Ở đây khác với Việt Nam nha, không phải là nước mỡ hành đâu nha, mà cái này là muối é, é lọc é, lá é, lá é, lá lọc é. Còn cái này là mắm giống bữa hôm ăn bánh mắm cá cơm á, mắm cá cơm. Ở ngoài đây gọi là mắm đục, mình thì gọi mắm cá cơm. Ok, thử nha các bạn. Giờ này 6:30 ra tới biển, mặt trời đã lên rồi. Kệ thôi, chúng tôi tắm biển thôi. Chào cô. Này tắm bên góc khác nha. Yeah.
ơi, vậy làm sao ăn chưa má ơi, sao nó ra nhiều dữ vậy? Ly bơ trà bá lửa. Quay chưa, được chịu quay chưa? Con này ly bơ là chịu nó quay chưa? Rồi ly chanh dây nữa. Ôi má ơi. Hửng hậu nghe. Vô. Chơi má châu. Chà, chị em mua những khoai lang. Ăn cùng xem có hả? Ăn xong một đứa là được cái đứa cho uống. Mùi cá là đã chưa? Cá kho tỏ. Canh sen nè. Quán ốc Thu Vân, Viễn Thái Học. Ồ, có cạc nữa kìa. Ồ, có menu. Wow, cô Vân chứ không phải Thu Vân nha các bạn. Cô Vân. Cả số tài khoản, cả số điện thoại đàng hoàng. Ồ, đây kìa. Cả em cứ lên, chị cứ lên Google Maps là có. Vô Google Maps nha. Ồ, trang thì nha các. Không. Ship, đây, ship cô Vân đây. Ship tình thương là được. Ờ, đợi giờ mọi người đến đông rồi kìa. Đông rồi nha. Xếp tình thường có hộp dịch lộn nữa nha. Con chó. Nhớ không? Mặt bà chủ. Nhớ em không nhớ. Đồ ăn tươi nha. Ừ, rất là tươi. Ăn tươi ngọt là tốt rồi. Mời các bạn nha. Nhìn mặt chủ. Gia du lịch Phú Yên là ghé đây nha. Nhìn mặt chủ quá. Người ở đây càng ghé nha. Chết. Hào bự quá hi. Quán ốc nhỏ mà có vỏ nha. Sao biết túi trong đây hay vậy? Vậy mới nhớ. Nè, cái này là bánh ít đó. À, bánh ít làm cháy quá chắc. Vậy cần hàng ăn mới nhớ quay lại. Ờ, dạ, ok. Và em có, em mà có quay lại thì em cũng chỉ ké con bé này. Ờ, bánh ít nó mang về Sài Gòn đấy hả? Đặc sản của Tuy Hòa, bánh ít mặn. Cái gì? Bánh tầm chả lụa. Đây cá một nhảy nè, đây cá một ngọt. Cái gì phô mai với lại mình ăn hành thôi, mình không dám ăn phô mai. Ăn thấy nó ngon không, ngọt không? Ăn với rau nha, mà ngon nha. Ừ. Rau ngon. Cái gì? Mà dễ thương ha, nhỏ lắm. Ôi sợ mà bự vậy hả? Giá kiếm mà bự hơn. Xứ sở của Tuy Hòa là Hào mà. Quá Đà Mộ Loan, bữa hôm qua mình đi Đà Mộ Loan đó đúng không? Ừ. Đó là nó đó. Đó là nè, con nè. Con có chút ác mà nó bự chưa? Ngon ghê không? Mập ngon ghê không? Ai giống như trên Sài Gòn bệnh con bự chà bá luôn, mà dẹp lét xuống này mà. Đang ngon. Ăn hay là mình mua xôi nha, mất công Sài Gòn chửi mình nghe các bạn. Lần đó mình mua xui sao bị đen bù lùi sợ quá, không dám ăn. Ốc bu còn gọi là ốc lát ở ngoài đây nhà, món của anh Tấn thích nè. Em ăn vừa mình Tấn nha. Ai thích ăn món gì là chấm món này cho chị Hạnh nè. Món ốc ngọt ngon, ngon lắm luôn, ăn hai cái ngọt. Ngọt ngon dai nữa. Xô dâm. Ốc này ốc gì vậy em? Sò ngọt. Sò ngọt lạ nha, chưa thấy chỗ trên Sài Gòn có mắt nha, không biết ăn thử nha, sao biết nướng nha, ăn những món chưa ăn ở Sài Gòn giờ ra đây ăn, có ăn với dâu với gỏi đàng hoàng nha, ba loại nước chấm. Trời ơi, buổi chiều hôm nay không có mặt trời lặn nữa. Giờ này mình ra sớm hơn 4 giờ rưỡi. Đông nghẹt luôn. Chủ nhật nha. Ngày 7 tháng 5. Giờ mình kiếm chỗ vắng vắng. Không chừng thấy tưởng cái chỗ này hồi sáng nó cao là do nước nó lên. Tắm đã, cái giờ muốn đi lại thì giờ thấy nó rút vậy thì có nghĩa là cũng giống như là buổi chiều hôm qua ở khúc bên kia thôi, mà bên kia thì vắng hơn. Yên tĩnh hơn. Thôi mình đi kiếm chỗ vắng đây. Này có cô đi theo nữa nè. Đó, kiếm chỗ này vắng. Rồi nó rút xuống nhiều lắm, rút quá trời rút luôn.
ốc nhiều quá, giờ cái bụng nó lình xình. Oh, excuse me. Mặt trời lờ đang lặn sâu đám mây. Đi ra tuốt ngoài đây luôn mà vẫn á hả, giống ngày hôm qua. Thấp hơn ngày hôm qua nữa. Chỉ có khác hôm nay là con trâu nó ngoài đây nó không kêu mình vô ấy ới thôi. Rất là thấp luôn nè. Xây chưa tới tháng được nữa, chưa tới tuổi nữa. Wow, mà nó kêu mình nó ới vô xong rồi há vô tới nửa cái chân mà chưa tới đầu gối, nó tắm đây đi, tắm được ở đây được á. Nó làm như nó là đứa con trai út của nó vậy, mình nó chăm mình kỹ vậy luôn. Mặt trời đẹp chưa. Ôi là ok, đợi xíu. Tới tắp luôn, nãy cần sống để chụp hình mà không ra. Ok, bye bye mặt trời. Ngày mai ta đi qua một thành phố khác nữa rồi. See you there. Thì ra là nem nướng này mang vô Sài Gòn cho nhà của em là cái này ha. Có xoài nữa nha. Đó, mấy lần là mấy nhỏ em nó mang vô nó cho nhà. Chị muốn em là lấy số điện thoại em chuyển tới nhà chị luôn. Ủa, Sài Gòn ha, chuyển vô Sài Gòn luôn ha. Hầu như ngày nào em cũng chuyển hàng đi hết. 7 giờ đóng cửa nha, giờ này mình mấy giờ? Yeah. Quán 56 nem phần chua bánh cuốn. Địa chỉ 17 Tảng Đà nha. Nem Ninh Hòa. Ôi sao nó lóa dữ vậy trời. Lóa luôn. À cái đèn này đó. Trời bào không nhìn luôn á. Cái đồ giòn, ăn giòn. Cái đây mới là canh chua. Quay đi ăn bắp. Nem chua. Ôi chả này giống bữa hổ mình ăn bánh bèo nè. Mà đi ngon. Đi ngon hơn chỗ bánh bèo. Ôi sao thấy giống giống vậy? Chuẩn nhưng có chuẩn giống. Nem nem đây cũng khác luôn. Nem này cái lá dong nè. Right. Lá chùm rùa. Lá chùm rùa. Lá chùm rùa. Ăn đi, ăn thử đi. Hơn chị thôi. Đây nem. Dần dần. Đó, quan trọng là có chấm nè. Ngon hay không? Chả ngon nha. Chả ngon lắm. Ok. Mâm. Xong rồi con. Ăn đi.